Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Hôm nay là ngày Halloween, một ngày lễ mà chúng ta vẫn thường gọi là lễ hội ma quỷ. Nhân dịp này thì Dynoman tôi cũng thử nghiên cứu về một vài câu chuyện ma quỷ, quái vật hay những sinh vật huyền bí có liên quan đến khủng long. Các bạn biết đấy, nhiều người trong chúng ta có sự yêu thích đặc biệt với các sinh vật huyền bí, bất kể là từ thuở sơ khai mông muội cho đến khi khoa học công nghệ đã thịnh hành và thay đổi cuộc sống của nhân loại. Với suy nghĩ rằng thế giới còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá hết, nhiều người vẫn tin rằng ở đâu đó ngoài kia có những sinh vật huyền bí đang ẩn náu với những hình thù kỳ dị, quái lạ và sự nguy hiểm không ai có thể lường trước được. Thậm chí là mỗi sinh vật qua lời kể của những người khác nhau lại có hình thù khác nhau. Và kể từ khi khủng long được con người biết tới thì đã có những quái vật được kể lại có hình dạng giống khủng long từ những nhân chứng nhìn thấy chúng. Liệu đây có phải là sự trùng hợp? Và chúng là gì? Là đại diện của ma quỷ hay bóng ma của những sinh vật thời tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV lần lại ba quái vật huyền bí được cho là giống khủng long mà chúng ta từng biết tới. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu tiên, quái vật Loch Ness. Quái vật Loch Ness hiển nhiên là đã quá nổi tiếng và đã có nhiều video, nhiều kênh đã đề cập tới chân tướng của con quái vật này. Bản thân Mê Khủng Long TV cũng đã phân tích vấn đề quái vật Loch Ness có phải khủng long hay không trong một clip khác cách đây chưa lâu. Tuy nhiên, vì đây là trường hợp nổi tiếng nhất trong số những quái vật được cho là một loài khủng long nào đó còn tồn tại cho đến tận ngày nay, nên chúng ta chắc chắn là không thể bỏ qua. Một trong những lần nhìn thấy quái vật Loch Ness ghê rợn nhất từ các nhân chứng là vào ngày 22 tháng 7 năm 1933, khi George Spicer và vợ ông nhìn thấy một con vật kỳ lạ nhất mà họ từng thấy trong đời băng ngang qua phía trước xe hơi của họ. Họ mô tả con vật có phần thân lớn, cao khoảng 1,2 mét, dài khoảng 8 mét. Nó có một cái cổ dài nhưng không quá dài, mảnh hơn vòi của một con voi và dài khoảng 3-4 mét. Khi băng qua đường, có vẻ sức nặng của nó đã để lại một vết nứt dài trên mặt đường. Không chỉ vậy, Spicer còn tả rằng nó đang ngậm một con vật gì đó đẫm máu trong miệng như vừa mới săn mồi xong. Con vật di chuyển rất nhanh về phía hồ và biến mất trong màn đêm, để lại sự hoang mang cho cặp vợ chồng nhà Spicer. Spicer cũng chính là người đầu tiên mô tả quái vật Loch Ness như một con khủng long cổ dài sống dưới hồ, và điều này đã khiến cho dư luận phương Tây dậy sóng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những mô tả đáng sợ của Spicer hầu như lại chẳng khiến người ta tránh xa Loch Ness, mà lại càng khiến những người tò mò tìm đến đây hơn. Đồng thời, số lần báo cáo về việc nhìn thấy quái vật cũng gia tăng dần. Tuy nhiên, sự bất nhất của các quan sát khiến cho người ta không thể có hình dung nào đủ cụ thể về quái vật Loch Ness. Nếu chỉ xét riêng báo cáo của Spicer cho rằng quái vật Loch Ness là một con khủng long cổ dài, vậy thì nó làm cái quái gì với con mồi ở trong miệng? Tất cả các loài khủng long cổ dài đều được biết đến là những con bò sát ăn thực vật, và nếu có gì đó trong miệng nó thì đó nên là lá cây mới đúng. Vào năm 2013 thì một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Columbia, Mỹ đã đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh lời tường thuật của Spicer là tin giả và cho rằng Spicer đã tưởng tượng ra con quái vật theo hình tượng con khủng long cổ dài xuất hiện trong bộ phim King Kong được công chiếu cùng năm và rất nổi tiếng tại các rạp phim ở London, quê nhà của vợ chồng Spicer. Thứ hai, Mokele Mbembe. Mokele Mbembe nghe có vẻ giống như là một cái tên hơi khó đọc và khó nhớ với chúng ta, nhưng với người dân sống quanh các con sông tại Congo thì cái tên này lại là một nỗi sợ hãi. Trong thổ ngữ Lingala, Mokele Mbembe có nghĩa là con quái vật chặn đứng các dòng sông. Cư dân bản địa mô tả con quái vật này sở hữu một cái cổ dài, đuôi dài cùng những dấu chân có hình dạng tròn với ba móng vuốt, rất giống với những gì chúng ta biết về một con sauropod hay còn gọi là khủng long cổ dài. Những người dân bản địa khi vẽ hình thù của Mokele Mbembe trên cát thì trong hình vẽ của họ rất giống khủng long cổ dài. Không chỉ vậy, khi được các nhà thám hiểm cho xem hình của khủng long cổ dài, họ cũng gọi hình ảnh đó là Mokele Mbembe. Kích cỡ của Mokele Mbembe nằm đâu đó giữa một con hà mã và một con voi châu Phi, dài khoảng 5-10 mét, riêng cái cổ từ 1,6-3,3 mét, cũng tương đương với cái đuôi của nó. Thậm chí là có những báo cáo từ Cameroon cho biết có người đã nhìn thấy Mokele Mbembe với chiều dài lên đến gần 23 mét. Có báo cáo còn thuật lại họ đã nhìn thấy con vật có sừng hoặc diềm ở sau đầu. Tại một nhà thờ ở Ireland cũng lưu giữ một bức tượng có nguồn gốc từ Tây Phi, khắc họa một sinh vật có hình thù kỳ lạ mà những nhà nghiên cứu sinh vật huyền bí tin rằng đó chính là Mokele Mbembe. Đó là một con vật có vảy với cái cổ dài, đầu nhỏ, chân có móng vuốt và đuôi dài. Bám trên mông của nó là một con vật có cấu trúc gần tương tự ngoại trừ việc không có cổ dài. Người ta không rõ về nguồn gốc của bức tượng này nhưng nó đã hiện diện tại nhà thờ từ những năm 1950. Theo lời kể của các thổ dân ở khu vực đầm vầy Likuala, Mokele Mbembe không ăn thịt người, nó chỉ thích ăn các loại thực vật quanh đầm lầy và dành phần lớn thời gian sống dưới nước, trừ khi di chuyển và ăn. Tuy nhiên, nó không thích hà mã và sẵn sàng giết chết bất kỳ con hà mã nào trong tầm mắt.
Dù vậy thì cũng có báo cáo cho rằng Mokele Mbembe thường xuyên lật thuyền của con người, giết họ một cách kén họ đến chết hoặc đập họ bằng đuôi, dù không ăn thịt. Nhiều đoàn thám hiểm đã lên đường tìm kiếm Mokele Mbembe, nhưng thứ nhiều nhất mà họ tìm thấy chỉ là những dấu chân lạ lùng mà theo các chuyên gia về khủng long, thì số ngón chân của chúng không khớp với bất kỳ loài khủng long cổ dài nào cả. Một số người thì lý giải rằng Mokele Mbembe thực chất là một con thằn lằn khổng lồ, cũng có thể là một con voi hoặc một con tê đột biến có kích thước ngoại cỡ. Thứ ba, Kasai Rex. Châu Phi là một mảnh đất lý tưởng cho những tin đồn và truyền thuyết về các sinh vật huyền bí. Bởi đây là một khu vực mà thiên nhiên hoang dã còn chiếm một diện tích khá lớn, nhiều khu vực còn chưa tiếp cận được nhiều với thế giới hiện đại. Trong khi đó thì các tín ngưỡng dân gian hết sức thịnh hành, trong đó họ thường lý giải những hiện tượng chưa biết bằng yếu tố siêu nhiên, thần thánh, ma quỷ hay quái vật. Vào năm 1932 thì một thợ săn giàu kinh nghiệm người Thụy Điển tên là John Johnson vì muốn săn một con voi lớn đã tiến vào vùng đồng cỏ savan hoang dã ở thung lũng Kasai tại đất nước Trung Phi. Họ nhanh chóng cảm thấy hào hứng khi phát hiện ra hai con voi. Khi Johnson định giương súng lên bắn voi từ khoảng cách 44m, một sinh vật kỳ lạ bỗng nhảy sổ ra từ bụi cỏ savanna về phía họ. Johnson tuy bất ngờ nhưng nhanh chóng quay súng bắn 3 phát về phía sinh vật này và trúng được một phát. Con vật không biết vì đau hay vì không muốn dây dưa với những kẻ lạ đã quay lưng bỏ đi rất nhanh. Johnson tiếp tục nhìn thấy con vật kỳ lạ này khi họ đi ngang qua một đầm lầy và kinh hoàng hơn là nó đang ăn thịt một con tê giác. Với chỉ một cú cắn thì nó đã xé toang cái chân con tê giác như cách bạn xé một tờ giấy vậy. Johnson định giơ súng lên bắn con vật nhưng hóa ra cây súng của ông đã bị người tùy tùng hoảng sợ bỏ chạy lấy đi mất. Nhờ vẫn còn đó trong tay chiếc máy ảnh, vậy là Johnson giơ máy lên chụp. Nghe tiếng click của máy ảnh thì con vật mau chóng trốn xuống đầm, để lại cái xác con tê giác đẫm máu nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Kể lại với những người khác thì Johnson nói rằng con vật có màu đỏ, sọc đen, mõm dài với rất nhiều răng. Ông cho rằng nó phải dài đến 13m, chi sau rất to khỏe và rất giống một con khủng long bạo chúa. Chính vì thế mà tờ báo địa phương Rhodesia Herald ghi thuật lại lời kể của John đã đặt biệt danh cho con quái vật là Kasai Rex, lấy cảm hứng từ T-Rex. Một năm sau đó thì một nhóm thợ săn khác quyết đi đến địa điểm mà John đã kể để săn Kasai Rex vì nghĩ rằng đó là một con cá sấu khổng lồ, và một con cá sấu khổng lồ thì bộ da của nó nếu bán chắc chắn sẽ rất được giá. Và khi đến chính đầm lầy mà John đã gặp con quái vật lần hai thì họ lại gặp một con vật khổng lồ với cái đuôi màu đỏ như John đã mô tả. Họ lên đàn và chuẩn bị khai hỏa thì rất nhanh, con vật đã trốn xuống đầm, đồng thời gửi lại một cú quật đuôi đánh ngã một thợ săn trong đoàn và làm gãy tay người này. Trong một câu chuyện khác đáng sợ hơn, vào năm 1951 thì một nhà động vật học kiêm thợ săn lừng danh tên là Robert Henderson đã tiến hành một chuyến thám hiểm bằng xe jeep tới thung lũng Kasai, nếu ông tin mình sẽ tìm thấy những loài động vật mới và dự kiến trở về trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên sau ngày thứ 6 thì những người thân cận không thể thấy Henderson và đoàn tùy tùng quay trở lại. Sau khi chờ đợi thêm vài ngày vì nghĩ rằng đoàn thám hiểm bị trì hoãn bởi mưa nhưng không thấy tăm hơi họ đâu, thì những người thân cận quyết định gửi một đội tìm kiếm đi tìm Henderson. Sau vài ngày lần theo những dấu vết mà Henderson để lại, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy đoàn thám hiểm nhưng không phải theo cách mà họ nghĩ. Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra, lán trại bị phá hủy hoàn toàn, cách đó khoảng 10 mét là những mảnh thi thể của các tùy tùng, gồm nhiều bộ phận khác nhau với những vết rách. Những mảnh thi thể này nằm lộn xộn nên không thể phân biệt của ai với của ai. Về phần Henderson thì tất cả những gì người ta tìm thấy chỉ là một cánh tay với bàn tay trong tình trạng hết sức thê thảm. Cuộc điều tra sau đó nêu giả thuyết là họ đã bị tấn công bởi những kẻ săn trộm, nhưng điều kỳ lạ là các dấu vết để lại không hề trùng khớp với đạn hay dao. Một giả thuyết khác là một con vật hoang dã đã tấn công họ, nhưng ở châu Phi lại có loài động vật nào có thể tấn công và giết chết cả 6 người thợ săn trang bị súng đầy đủ mà không bị thương vong? Vụ án sau đó đã khép lại mà không hề có một lời giải đáp thỏa đáng. Một số tin đồn cho rằng thủ phạm của vụ tấn công chính là con quái vật Kasai Rex. Nghe thì có vẻ ghê rợn đấy, nhưng trước khi bạn tin những điều này là thật, cần biết rằng câu chuyện về John Henderson hầu như không được tìm thấy ở bất cứ nguồn uy tín nào ngoài những trang về sinh vật huyền bí trên mạng. Đồng thời, những bức ảnh chụp được cho là ghi lại Kasai Rex đã bị chứng minh là giả và dàn dựng. Hình tượng Kasai Rex trong các bức ảnh đó cũng không hề giống nhau. Chính vì thế, sự tồn tại của Kasai Rex bị nghi ngờ mạnh mẽ ngay cả trong chính giới đam mê sinh vật huyền bí. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Trong video cách đây 2 tháng thì chúng ta đã đề cập đến các quái vật huyền bí, được cho là những cá thể khủng long hiếm hoi đã thoát được sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước và còn tồn tại trên trái đất, bao gồm quái vật Loch Ness, Mokele Mbembe và Kasai Rex. Tuy nhiên, đó không phải là những cái tên duy nhất mà thật ra, còn rất nhiều quái vật khác cũng được cho là những tàn dư của dòng dõi khủng long phi điều cổ đại. Vấn đề là, bằng chứng về chúng rất mơ hồ, bất nhất và rất nhiều trong số đó là những bằng chứng giả do con người tạo nên. Vậy tại sao lại có rất nhiều người tin những quái vật giống khủng long này vẫn còn tồn tại trên trái đất? Cần biết rằng loài người chúng ta từng có một thời gian dài không tin vào sự tuyệt chủng.
Từ thời cổ đại cho đến cận đại thì khi tìm thấy những hóa thạch xương của những động vật đã tuyệt chủng, chúng ta thường tin rằng đó là một sinh vật thần thoại, chẳng hạn như rồng hay người khổng lồ. Rồi sau đó thì chúng ta lại tin rằng chúng vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên trái đất, chỉ là chúng ta chưa khám phá ra mà thôi. Thế giới cho đến trước sự ra đời của mạng Internet vẫn chứa đầy những vùng đất chưa được khám phá và giàu bí ẩn. Nếu khủng long chưa tuyệt chủng thì rất có thể chúng đang sống ở một ngóc ngách nào đó trên hành tinh này, đúng không nào? Đó là lý do người ta tin vào sự tồn tại của khủng long ở một nơi mà con người chưa thể quan sát được, dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt những tin đồn về quái vật sống khủng long trên khắp thế giới. Thậm chí là cộng đồng đam mê sinh vật huyền bí còn đặt ra một thuật ngữ riêng cho những quái vật này, đó là Neo Dinosaur, có nghĩa là khủng long mới hay khủng long đương thời. Nessie, Mokelembembe hay Kasairex đều được xếp vào nhóm này. Rất nhiều giả thuyết và lời đồn về các Neo Dinosaur dựa trên kiến thức và hình dung của thế kỷ 20 về khủng long vốn đã không còn phù hợp với những bản phục dựng khủng long hiện tại của thế kỷ 21, nhưng nhìn chung thì điều đó không ảnh hưởng lắm đến niềm tin của cộng đồng đam mê quái vật huyền bí. Một câu hỏi khác mà các bạn cũng thường hay đặt cho tôi đó là tại sao những quái vật Neo Dinosaur lại phổ biến ở châu Phi hay những châu lục khác? Điều này đơn giản là vì trong thế kỷ 20, châu Phi vẫn là châu lục ít được khám phá nhất trên trái đất. Ở đó vẫn tồn tại những sa mạc bao la, những cánh rừng ngút ngàn, những bộ lạc bí ẩn có tín ngưỡng đa dạng và phong phú. Đó là môi trường không thể tuyệt vời hơn cho những tin đồn về quái vật huyền bí phát triển và lây lan khắp thế giới. Vừa rồi là giải đáp cho một số thắc mắc của các bạn từ video trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những quái vật huyền bí giống khủng long, trong đó có những cái tên đọc muốn lẹo lưỡi. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Emela Entuca. Emela Entuca là một con quái vật giống khủng long được cho là ẩn náu trong những khu rừng mưa nhiệt đới thuộc lãnh thổ các quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo và Cameroon. Lần đầu tiên người ta báo cáo về việc nhìn thấy nó là vào năm 1933 và lần cuối cùng được ghi nhận là năm 1981. Người đầu tiên nói về Emela Entuca là một nhà thám hiểm người Anh tên G.E. Hughes. Dù lúc đó chưa có tên gọi Emela Entuca, nhưng Hughes đã mô tả con vật rất giống với những mô tả về Emela Entuca sau này khi ông chứng kiến các thổ dân Waushi họa sát một con vật như vậy trên bờ sông Luapula. Đó là một con vật có kích thước tương đương một con voi bụi châu Phi, cao khoảng 3 mét, thân có màu nâu hoặc màu xám. Hình dạng của nó tương tự một con tê giác, chân ngắn nhưng to và có một cái sừng rất dài nhọn ở trên mũi. Cái tên Emela Entuca lần đầu tiên được nhắc đến bởi nhà điều tra động vật người Pháp Lucien Blanco vào năm 1954. Ông nói rằng Emela Entuca to như một con trâu rừng, có thể giết được cả voi, trâu rừng lẫn hà mã khi nó tức giận. Tuy nhiên cũng giống như Mokelembembe, Emela Entuca được cho là động vật ăn thực vật và nó giết động vật khác chỉ vì cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Một người khác từng thu thập bằng chứng về Emela Entuca là tiến sĩ người Mỹ Roy McCall với hai chuyến thám hiểm tại Congo vào các năm 1980 và 1981. Ông đã tóm tắt chi tiết các chuyến thám hiểm của mình trong cuốn sách A Living Dinosaur, trong đó chủ yếu viết về Mokelembembe, nhưng cũng đề cập tới một số quái vật khác như Emela Entuca. Về cơ bản thì các mô tả cho thấy Emela Entuca trông khá giống một con Triceratops, nhưng cũng có những báo cáo không nói gì về diềm cổ của con quái vật này. Đây là vấn đề chung của các bằng chứng về quái vật huyền bí. Chúng thường không thống nhất với nhau cho các mô tả về các quái vật, cho thấy quan sát của nhân chứng có thể đã bị tác động bởi các yếu tố chủ quan lẫn khách quan, hoặc họ không quan sát cùng một thứ. Thứ hai, Embielu, Embielu, Embielu. Như cô hà mã Gloria trong phim Madagascar từng nói, cái gì quan trọng ở châu Phi thì phải nói tên hai lần, vậy thì con quái vật với ba từ Embielu lặp lại chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng lắm nên mới như vậy. Cũng lại là Congo và con sông Likwala, nơi phát tích của quái vật Mokelembembe. Lần này chúng ta biết đến một con quái vật giống khủng long khác. Embielu, Embielu, Embielu được mô tả như một con vật to lớn sống dưới sông và trên lưng có những tấm phiến lạ lùng mọc ra, khá giống với phiến sừng trên lưng của Stegosaurus. Tuy nhiên, hình dạng thật sự của nó chưa bao giờ được mô tả rõ ràng và những tấm phiến mọc ở lưng là thứ duy nhất mà người ta thường nhắc đến khi nói về con quái vật này. Nó luôn ẩn mình dưới nước, chỉ để lộ phần lưng với tảo và rêu bám đầy trên đó. Roy McCall, vị tiến sĩ đam mê sinh vật huyền bí mà chúng ta nhắc đến ở phần trước, cũng là một trong những người tích cực tìm hiểu về Embielu, Embielu, Embielu. Ông từng phỏng vấn một phụ nữ châu Phi tên là Odette Chisonget, và người này đã dùng hình ảnh của Stegosaurus mà McCall cung cấp để mô tả con vật mà cô được cha mẹ của mình kể lại. Vấn đề khi cho rằng Embielu, Embielu, Embielu là khủng long nằm ở chỗ, những con khủng long như Stegosaurus không sống ở dưới nước như những người người ta nghĩ trước đó. Đây vốn là một hình dung lỗi thời về khủng long khi các nhà khoa học chưa lý giải được kích thước và trọng lượng khổng lồ của chúng khi sống ở trên cạn. Phải mãi sau này thì khi biết về sự tồn tại của những khoang quý trong xương, giúp giảm nhẹ khối lượng xương đồng thời vẫn gia tăng độ bền chắc của khủng long,
chúng ta mới tin rằng những con khổng lồ có thể sống trên mặt đất một cách dễ dàng mà không cần lực nâng của nước hỗ trợ. Vì vậy, hình ảnh khủng long sống dưới nước hầu như đã bị loại bỏ hoàn toàn, ngoài trừ một số loài khủng long được cho rằng có khả năng bơi lội tốt để săn mồi dưới nước. Thứ ba, Enguma monene. Enguma monene là một con quái vật giống khủng long được cho là sống ở Trung Phi, Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo và miền đông Cameroon. Trong đó riêng tại Congo thì người ta đã báo cáo ít nhất 3 lần nhìn thấy Enguma monene. Lần đầu tiên là vào năm 1961, lần thứ hai là khoảng 10 năm sau đó vào năm 1971 do một linh mục tên là John Ellis tường thuật. Trong mô tả của mình thì John Ellis cho biết chỉ riêng phần đuôi được nhìn thấy của con quái vật đã dài đến 10 mét, đường kính khoảng 0,5 đến 1 mét, có phần thân và phần đầu bị khuất. Con vật có màu nâu xám, đồng thời John Ellis cũng cho biết người dân địa phương coi Enguma monene là một chủ đề cấm kỵ không thể bàn đến. Tên của nó có nghĩa là con trăn lớn, và nhiều mô tả về con quái vật này cho thấy nó có cây đầu giống trăn hoặc rắn, lưỡi trẻ, lưng có những gờ răng cưa dọc theo sừng sống. Điểm khác biệt của nó với trăn thông thường là nó có chân, nhưng ngắn. Nhưng cũng có một số mô tả tin rằng Enguma monene là một con khủng long với ngoại hình gần giống Spinosaurus hoặc Megalosaurus. Có những mô tả khác thì lại so sánh nó với Dimetrodon, một họ hàng cổ đại của động vật có vú vốn cũng thường bị nhận nhầm là khủng long. Tiến sĩ Roy McCall, chuyên gia về động vật huyền bí của chúng ta thì lại đề xuất rằng Enguma monene là một loài kỳ đà lớn chưa được biết tới. Nhìn chung thì càng có nhiều mô tả bất nhất về Enguma monene thì lại càng khiến sự tồn tại của con quái vật này bị nghi ngờ. Diện mạo và hành vi trong mô tả của nó cũng cho là bị trùng lắp với một số quái vật khác như Mogelembembe. Thứ tư, Enyamala. Enyamala là một quái vật huyền bí giống khủng long mà theo lời đồn, có địa bàn sinh sống nằm ở các con sông Enguinier và Ogowe ở Gabon. Enyamala được đề cập trong các mô tả của Alfred Aloysius Smith, một thương nhân phương Tây vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, dưới một cái tên khác là Amali. Smith nói rằng, những dấu chân của Amali to như một cái chảo to với ba móng vuốt, đồng thời xuất hiện trong các hình vẽ thời tiền sử trên vách hang. Những nhà nghiên cứu về quái vật huyền bí như James Powell và Roy McCall cũng đề cập đến con quái vật này. Powell từng phỏng vấn một thầy lang bản địa thuộc bộ lạc Fang tên là Michael Obiang vào năm 1970, cho ông xem nhiều hình động vật khác nhau để tìm hiểu hình dạng của Enyamala, và Obiang đã chỉ vào bức vẽ của một con Diplodocus. Việc phỏng vấn những dân làng khác cũng có kết quả như Obiang. Tuy nhiên, người dân thuộc một bộ lạc khác là Orungu thì lại mô tả Enyamala rất khác. Họ cho nó giống như một con sư tử hay chó có bộ lông rậm rạp hơn bình thường, bàn chân thì quay vào trong và có một cái túi ở bụng. Nhưng thú có túi ngày nay không sống ở châu Phi và do đó, sự tồn tại của Enyamala cũng là một dấu hỏi to đùng. Thứ 5, Kaimunu. Đây là cái tên duy nhất không đến từ châu Phi trong video ngày hôm nay, mà nó đến từ một nơi cũng khá gần với Đông Nam Á của chúng ta, đó là quốc đảo Papua New Guinea. Tại đây có những lời đồn về một con quái vật giống khủng long, sở hữu cái cổ dài nhưng lại đứng trên hai chân và có những móng vuốt dài ở chi trước, đầu khá giống đầu rùa. Với mô tả này thì một số người cho rằng nó có thể là một con khủng long giống như Therizinosaurus. Kaimunu thường được nhìn thấy bơi lội dưới những hòn đảo tại Papua New Guinea, lên đảo để kiếm ăn rồi sau đó lại bơi xuống biển. Một số người ước tính con quái vật có thể dài 10 đến 15 mét. Dù trông đáng sợ, nó chỉ ăn thực vật là chính và chưa có báo cáo nào về việc Kaimunu tấn công người. Vấn đề là những thông tin về Kaimunu đều đến từ những báo cáo cá nhân khó xác thực và thậm chí còn không có tấm hình nào được chụp lại, thế nên mức độ tin cậy của những thông tin về con quái vật này rất thấp. Vừa rồi là 5 con quái vật giống khủng long được đồn đại khá nhiều trên mạng internet, cùng với 3 cái tên và mê khủng long TV đã đề cập trong video trước. Xin lưu ý là thông tin về những con quái vật này không có nguồn xác thực mà chỉ được tổng hợp từ các trang web nói về quái vật huyền bí. Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một chủ đề tương đối hấp dẫn và hy vọng các bạn đã biết thêm một vài cái tên quái vật giống khủng long mà trước đây chưa từng nghe tới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong thời gian vừa qua thì một trong những chủ đề được mọi người quan tâm nhất trên kênh Mê Khủng Long TV chính là những quái vật mang bóng hình khủng long, hay có thể gọi bằng cách khác là những bóng ma thời tiền sử. Hai video đầu tiên của chủ đề này đã thu hút khá nhiều lượt xem cũng như bình luận từ các bạn. Chính vì thế, ngày hôm nay Dinoman tôi sẽ quyết định tiếp nối chủ đề này, nhưng chúng ta sẽ không nói về những quái vật mang bóng hình khủng long nữa, mà sẽ là những quái vật khác, mang bóng hình của những sinh vật tiền sử khác như thằn lằn cổ rắn hay rực long. Liệu chúng có thật sự tồn tại hay chỉ là hồn ma bóng quế của những sinh vật vĩ đại từng sống cách chúng ta hàng chục triệu năm? Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu nha! Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi!
Đầu tiên, con Gamato. Lai là mảnh đất châu Phi huyền bí. Truyền thuyết của những thổ dân châu Phi sống ở khu vực giáp ranh giữa các nước Zambia, Congo và Angola kể rằng con Gamato là một sinh vật bí hiểm biết bay sống trong rừng sâu. Nó rất khỏe, sở hữu hàm răng sắc nhọn, có cánh và biết bay giống chim. Những mô tả khác về con quái vật này còn cho biết con Gamato không có lông, da nhẵn, toàn thân có màu đỏ với đôi cánh có cấu tạo từ màng thay vì lông vũ, giống với rực lòng. Ngoài ra nó còn có sừng dài mọc trên đầu cũng như cây đuôi khá dài. Sải cánh của con Gamato trong các mô tả có sự biến động rất lớn, nhỏ nhất chỉ 1-2m còn lớn nhất có thể lên tới 30m. Cái tên của nó trong thổ ngữ của người dân địa phương có nghĩa là kẻ phá thuyền hay kẻ lật thuyền, bởi họ cho rằng con Gamato chính là thủ phạm chuyên tấn công những con thuyền của thổ dân và tấn công người khi họ đến quá gần lãnh thổ của nó. Trong trường hợp con người không bén mảng lại gần lãnh thổ của con Gamato, nó sẽ xơi các loài cá sống dưới sông. Thậm chí còn có lời đồn rằng con Gamato thích ăn xác chết. Do người chết ở châu Phi thường được chôn cất rất nông, nên con quái vật này sẽ đào mộ của người mới chôn ra, lôi xác họ lên để thưởng thức. Không chỉ thổ dân truyền miệng câu chuyện bị một con quái vật có cánh lạ lùng và độc ác tấn công, điều này còn được báo cáo từ một số nhà thám hiểm châu Âu. Theo trang Wiki về động vật huyền bí, nhà thám hiểm Ivan Sanderson là một trong những người châu Âu đầu tiên chạm trán con Gamato. Vào năm 1932, thì trong một chuyến thám hiểm do Bảo tàng Anh tổ chức, Ivan Sanderson cho biết ông đã bị một con quái vật biết bay lớn tấn công. Nó có kích thước của một con đại bàng to, nhưng miệng đầy răng nhọn. Con vật chỉ ngừng tấn công khi phát hiện Ivan Sanderson có khá đông người. Khi Sanderson quay trở về gặp các thổ dân để hỏi về con quái vật, những người này chỉ đơn giản là tháo chạy, thậm chí còn không mang theo đồ đạc tư trang của mình. Lần báo cáo gần đây nhất về con Gamato có lẽ là từ một nhân chứng ở Sudan. Theo nhà nghiên cứu về động vật huyền bí Jonathan Whitcomb thì người này cho biết đã nhìn thấy hai sinh vật biết bay giống rực long bay ở độ cao khoảng 30m với đôi cánh có cấu tạo là màng da và có đuôi dài. Dù vậy thì cho đến nay vẫn chưa có một tấm hình nào xác thực của con Gamato được chụp lại. Những người quan sát chim ở châu Phi cũng chưa có báo cáo khác thường nào về một loài chim lạ hay sinh vật biết bay lạ. Cộng đồng khoa học thì cho rằng con Gamato chỉ là sản phẩm của những pha nhìn gà hóa quốc từ các nhân chứng. Còn bạn có tin con Gamato tồn tại? Thứ hai, chim sâm Bắc Mỹ. Nếu là một người quan tâm tới sinh vật huyền bí thì có thể các bạn đã thấy bức ảnh này vài lần. Trong ảnh, những người cao bồi mang trang phục quen thuộc của miền nông thôn ở Mỹ đang tạo dáng cảnh sát của một sinh vật đáng lẽ không thể tồn tại ở thời hiện đại. Đó là một con rực long. Đôi cú và màu trắng đen của bức ảnh càng làm cho nó thêm phần uy tín. Rốt cuộc thì đó thật sự là rực long hay một quái vật nào khác? Không chỉ có bức hình này mà chúng ta còn có nhiều phiên bản khác chụp cảnh một nhóm người đứng cạnh xác một con rực long, từ quân nhân cho đến nông dân và cao bồi. Cộng đồng yêu thích sinh vật huyền bí xem đây là bằng chứng về sự tồn tại của một con quái vật giống rực long hay thậm chí là sự tồn tại của rực long thời tiền sử ở thời hiện đại. Họ liên tưởng sinh vật này chính là chim sấm, Thunderbird, một sinh vật huyền bí trong văn hóa và giả sử của người da đỏ bản địa ở Bắc Mỹ, thường được tạo hình trên những cột totem. Truyền thuyết về chim sấm hiện diện trong nền văn hóa của suốt dải Trung Tây Trung Mỹ và được lưu truyền ở những bộ lạc người Mỹ bản xứ từng sống và vẫn còn sinh sống. Mỗi bộ lạc da đỏ lại miêu tả chim sấm theo hình dáng khác nhau. Sở dĩ chúng được gọi là chim sấm bởi chúng có đôi cánh to và mạnh đến nỗi mỗi khi đập cánh sẽ tạo ra tiếng động như sấm rền. Chớp ánh lên từ mắt chúng và nước rơi ra từ lưng chúng tạo thành mưa. Tuy nhiên với góc nhìn này thì chim sấm giống như một thần điểu hay là một quái vật. Về ngoài hình chúng cũng giống các loài chim săn mồi lớn hay là rực long. Vậy những tấm hình nhóm người tạo dáng cùng sinh vật giống rực long kia ở đâu ra? Cộng đồng yêu thích sinh vật huyền bí đã từng nghiên cứu từng tấm hình rất kỹ và trên một trang blog có tên là Thunderbird Photo, người viết đã từng thật kết quả thẩm định độ xác thực của từng tấm hình. Tấm hình nổi tiếng nhất chính là tấm hình đầu tiên mà các bạn xem, được gọi là rực long Tombstone vì nó được cho là gắn với một sự việc xảy ra ở thị trấn Tombstone ở bang Arizona. Thực chất là tác phẩm của một họa sĩ kỹ thuật số người Anh tên là Christopher Smith, được ngày đăng lên trang Flickr cá nhân vào năm 2010. Smith cho biết, anh đã tạo ra sinh vật trên bằng cách dùng cánh của rơi ăn trái cây khổng lồ và do đó đôi cánh của sinh vật trên hình khác với đôi cánh của rực long về mặt giải phẫu học. Một số trang web đã lấy hình của Smith và đăng lại không xin phép, nhưng cũng khiến nó lan truyền mạnh mẽ và làm sống lại huyền thoại chim sấm. Trong khi đó thì hai tấm hình chụp cảnh binh lính Mỹ đứng cạnh xác rực long cũng được chia sẻ rất nhiều. Tuy nhiên vào năm 2018 thì một người tên là Brian Dunning cũng tiết lộ rằng hai bức hình thực chất là được thừa từ một chương trình truyền hình của Fox tên là Freaky Links, muốn thảo luận về các sinh vật huyền thoại trong đó có cả chim sấm. Điều đó có nghĩa là chúng được cắt ra từ một cảnh dàn dựng và không phải là những hình ảnh gốc.
Những hình ảnh được cho là chụp chim sẫm dưới hình dạng rực lòng khác cũng bị bóp méo về tính chân thực ở các mức độ khác nhau, và cho đến nay thì chưa có hình ảnh nào được chứng minh là hình ảnh gốc, có địa điểm hay nhân vật rõ ràng. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng vẫn có một bức hình thật sự đã chụp chim sẫm bị thất lạc ở đâu đó, và truyền thuyết về chim sẫm lại hoàn toàn có thật. Thứ 3. Quái vật Yuyomaru. Đại dương sâu thẳm là một nơi chứa đựng vô vàn những bí ẩn của tự nhiên, và nhiều người tin rằng trong làn nước đen tối, nơi ánh mặt trời không thể chiếu rọi, ẩn chứa những sinh vật huyền bí, trong đó có cả những quái vật tiền sử đã tuyệt chủng từ lâu, từ thân lằn cổ rắn cho đến thường long, thậm chí là cả Megalodon. Vào năm 1977, ngoài khơi New Zealand, một chiếc tàu cá quốc tịch Nhật tên là Yuyomaru đang tiến hành đánh bắt thì một thứ kỳ lạ mắc vào lưới của họ. Đó là một cái xác đang trong tình trạng phân hủy mạnh với hình dạng kỳ lạ. Một số thủy thủ khi nhìn thấy cái xác đã ngay lập tức liên tưởng tới những hình ảnh về thằn lằn cổ rắn tiên sử mà họ từng thấy trong sách vở hoặc báo chí. Tuy nhiên, bất chấp sự tò mò của thủy thủ đoàn, vị thuyền trưởng tên là Akira Tanaka đã quyết định vứt bỏ cái xác trở lại biển vì sợ quá trình phân hủy của nó sẽ làm ảnh hưởng đến số cá mà họ đã đánh bắt được. Dù vậy thì vẫn có một số bức ảnh được chụp cùng với những bức vẽ phác họa về sinh vật này, cũng như một số mẫu thịt từ các vị trí khác nhau trên cái xác được lấy để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Tin tức về quái vật mà tàu Yuyomaru bắt gặp khi được truyền về đất liền đã ngay lập tức gây nên một cơn sốt. Nhiều người nhà tin rằng đó chính là một con thằn lằn cổ rắn thời tiền sử còn sống sót, và nhiều công ty quản lý các đội tàu đã ra lệnh cho những con tàu của họ tìm cách xác định vị trí cái xác dù không thành công. Theo các mô tả thì cái xác đã phân hủy nặng khoảng 1,8 tấn và dài 10 mét. Thứ trông giống như cổ của nó dài khoảng 1,5 mét, đồng thời nó còn có vây lớn màu đỏ và đuôi dài khoảng 2 mét. Ban đầu người ta cho rằng con vật không có vây lưng, nhưng một số góc ảnh chụp đã cho thấy sự hiện diện của vây lưng. Trong khi không ít nhà khoa học Nhật Bản thời đó đã giả thuyết rằng đó thật sự là xác của một con thằn lằn cổ rắn, thì có một số vẫn tỏ ra hoài nghi và quyết định chờ kết quả xét nghiệm. Cần biết rằng việc khám phá ra cá vây tay vào năm 1938, dù con người tưởng chúng đã tuyệt chủng hàng chục triệu năm trước, khiến người ta rất mong chờ vào những phát hiện tương tự. Cuối cùng thì kết quả xét nghiệm dựa trên các mẫu vật được thu thập đã cho kết quả không như nhiều người mong đợi. Các phân tích cho thấy chúng gần như tương đồng với cá mập phơi, một loài quái sụn khổng lồ chuyên ăn lọc. Các nhà khoa học khác cũng phân tích rằng quá trình phân hủy xác của cá mập phơi có thể tạo ra hình dạng khác lạ và đánh lừa những nhân chứng rằng trông nó giống như một con thằn lằn cổ rắn, tương tự trường hợp quái thú Strozzi từng được phát hiện tại Scotland. Những mô tả cũng cho thấy cái xác thực chất không hề giống thằn lằn cổ rắn, khi phần cổ lại ngắn hơn phần đuôi, đồng thời có sự hiện diện của vây lưng. Những sợi sụn được trông thấy khá rõ cũng chứng minh rằng cái xác đến từ một loài cá sụn chứ không phải bất kỳ động vật tetrapod nào. Mặc dù vậy thì Yuyomaru vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với người Nhật và thậm chí đã đi vào văn hóa đại chúng một cách nhanh chóng. Trong phim Godzilla vs King Ghidorah, người ta từng sử dụng Yuyomaru như một phép tham khảo để củng cố ý niệm rằng Godzilla có thể là một loài khủng long sống sót đến thời hiện đại. Hay một đoạn mở đầu không được sử dụng trong kịch bản của The Lost World Jurassic Park có cảnh một chiếc tàu cá Nhật Bản treo xác ở một con khủng long Parasaurolophus đang phân hủy cũng lấy ý tưởng từ quái vật Yuyomaru. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng quay trở lại với một trong những series đầu tiên của Mê Khủng Long TV, Bóng Ma Thời Tiền Sử. Ở các phần trước chúng ta đã điểm qua những quái vật được cho là những sinh vật tiền sử còn sống sót cho đến tận ngày nay, với phần nhiều trong số đó đến từ châu Phi, cũng như những bằng chứng về sự đồng tại của khủng long với con người. Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là toàn bộ, vẫn còn những truyền thuyết quái vật khác tồn tại rải rác ở nhiều nơi trên thế giới có mối liên hệ với các sinh vật tiền sử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đầu tiên, Roppen hay còn gọi là quỷ bay. Ở đảo quốc New Guinea tại châu Đại Dương cũng như một số hòn đảo phụ cận thuộc lãnh thổ Indonesia, có lưu truyền truyền thuyết về một con quái vật biết bay với khả năng tạo ra một tia sáng để thu hút và bắt cá. Nhưng cũng có một số báo cáo cho rằng con quái vật này có thể ăn thịt người, đặc biệt là thịt của những kẻ trộm mộ. Roppen hóa ra nổi tiếng đến nỗi đã từng có một cuốn sách với tựa đề Đi tìm Roppen được xuất bản vào năm 2014 với tác giả tên là Jonathan David Whitcomb. Trong cuốn sách của mình thì Jonathan David Whitcomb nghiêng về giả thuyết
Ropan chính là một loài rực long tiền sử còn sống sót cho đến tận ngày nay, với ngoại hình không lông, có đuôi dài và lớn hơn bất cứ loài chim hiện đại nào. Nó cũng sở hữu nhiều cái tên do người dân địa phương gọi: Cyclobally, Duwas, Wawana, Indava, Kor hay là Kundur. Trong đó, Ropan là từ mà họ dùng để mô tả một sinh vật sống về đêm và phát sáng khi nó bay. Một số mô tả cho thấy nó giống rơi khổng lồ hơn là giống rực long. Người phương Tây được cho là nhân chứng đầu tiên về Ropan là một nhà khoa học nữ tương đối nổi tiếng về sinh học và côn trùng học, Evelyn Chisman. Tuy nhiên, Evelyn Chisman cũng phủ nhận khả năng đó là một con rực long. Bà chỉ nói rằng thứ ánh sáng đang bay mà bà nhìn thấy đó không có khả năng do con người tạo ra. Về lời đồn Ropan là một con rực long tiền sử có từ đâu? Có giả thuyết cho rằng những người theo thuyết sáng thế đã cố gắng lái những mô tả về Ropan theo hướng nó là một con rực long thời tiền sử, nhằm chứng minh cho sáng thế luận trái đất trẻ mà mình đã đề cập ở video trước. Một số người tin rằng Ropan là một con rực long thuộc họ Ramphorhynchidae, một họ rực long với những thành viên có đặc điểm ngoại hình là mỏ có răng, đuôi dài với đầu đuôi có cấu trúc hình viên kim cương. Kích thước của Ropan theo các mô tả này cũng rất đa dạng, dài cánh của nó có thể từ 4 cho đến 30 mét. Những người ít tin vào sự tồn tại của các quái vật sót lại từ thời tiền sử thì cho rằng Ropan thực chất là một con rơi lớn chưa xác định, có thể là rơi quả với sải cánh lên tới 2 mét, cũng rất phổ biến ở khu vực này. Tuy nhiên, chưa ai lý giải được tại sao nó lại phát sáng hay ánh sáng đó thực chất là gì. Tiếp theo, quái vật Arika. Theo các bạn thì con người sợ quái vật hơn hay quái vật sợ con người hơn? Còn theo Dinoman thì vế thứ hai sẽ đúng hơn, bởi đó là nguyên do tại sao quái vật thường chỉ xuất hiện ở những nơi hoang vu hẻo lánh. Chứ quái vật mà xuất hiện ở chỗ đông người thì đảm bảo là bị làm thịt trong 3 nốt nhạc. Quái vật Arika cũng vậy. Nơi những tin đồn về sự xuất hiện của nó là hoang mạc Atacama ở Chile, nơi khô cằn nhất thế giới và đương nhiên là mật độ dân số cũng rất thấp, chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển hoặc các khu vực ốc đảo. Một số tay lái mô tô di chuyển trên các con đường nối giữa các thành phố như Iquique và Arika cho biết họ đã nhìn thấy một sinh vật hai chân có khoảng 1m8 với cái miệng đầy răng nhọn băng ngang qua đường ngay trước mặt họ. Con vật này để lại những dấu chân có 3 ngón, giống như khủng long, kangaroo hay thậm chí là đà điểu emu. Đến năm 2004 thì một gia đình người Tây Ban Nha đang trên đường di chuyển đến thành phố Arica cho biết họ đã bị 4 sinh vật giống kangaroo với mặt giống chó bao vây chiếc xe của họ và đã phải cố gắng để thoát thân. Một vài báo cáo tương tự cũng diễn ra vào năm 2004. Vậy rốt cuộc quái vật Arica là gì? Có khá nhiều cách giải thích khả dĩ. Có người cho rằng đó là một con khủng long raptor còn sống sót từ thời tiền sử. Cũng có thể đó là một cá thể thuộc họ chim khủng bố Forus crassidae từng rất phổ biến ở Nam Mỹ sau thời đại khủng long. Hoặc đó là một loài bò sát nào đó với kích thước lớn và có khả năng di chuyển bằng hai chân, chí ít là trong thời gian ngắn. Quái vật Arica đã được đề cập trong một chương trình truyền hình thực tế tên là Destination Truth phát sóng năm 2007. Những người làm chương trình đã tổng hợp báo cáo từ các nhân chứng và dựng lại ngoại hình của con vật trên máy tính. Kết quả cho thấy nó khá giống với khủng long raptor trên phim Jurassic Park, với da dày không có lông, bàn chân 3 ngón và hàm răng sắc nhọn, đi bằng 2 chân. Tuy vậy, khủng long raptor mà chúng ta biết, hay họ khủng long Dromaeosauridae nhiều khả năng đều có lông vũ và do đó không khớp với hầu hết các mô tả về quái vật Arica. Khả năng tồn tại một quái vật như vậy ở nơi như hoang mạc Atacama cũng rất khó khăn khi nguồn nước cực kỳ khan hiếm. Tuy nhiên, nếu nó có thật thì cũng may là chưa có vụ tấn công người gây thương vong nào được ghi nhận. Quái vật hẻm núi Patrice. Năm 1908, trên tạp chí có tên là The Strain Magazine, cây bút người Pháp Charles Dupuy đã viết một phóng sự về một con quái vật xuất hiện tại nơi gọi là hẻm núi Patrice ở Yukon, Canada. Phóng sự này mô tả chi tiết hai lần đối mặt với một con khủng long chân thú cỡ trung bình của các nhân chứng. Phóng sự này thường được cho là chuyện bìa của Charles Dupuy, dù được đăng trên tạp chí như một bài báo thật sự. Tuy nhiên, đã có thêm báo cáo về việc nhìn thấy một quái vật tương tự ở bán đảo Kamchatka, Nga, hoặc ở Alaska, Mỹ. Vụ việc ở bán đảo Kamchatka được báo chí Mỹ tường thuật lại vào khoảng thập niên 1920, trong đó các thợ săn bản địa đã tìm thấy thi thể của một con khủng long ăn thịt giống như Ceratosaurus ở nơi hoang dã, đồng thời mang một cái chân lớn ngang đầu người của nó về. Báo chí Mỹ cũng liên tưởng đến con quái vật trong phóng sự của Charles Dupuy, cho rằng nó có thể đã băng qua eo biển Bering để đến Nga. Đến năm 1930, tác giả người Canada Philip Gosselin cũng tường thuật lại những câu chuyện được một người da đỏ tên là Shekina kể về một thung lũng thần dược nằm ở phương Bắc, nơi được canh giữ bởi những quái vật khổng lồ và hung tợn. Người da đỏ thường đến đó thu thập thuốc quý và thỉnh thoảng đối mặt với những con vật này. Da của chúng cũng là một trong những thứ mà họ thu thập. Họ cũng vẽ hình những con quái vật này và trông chúng giống khủng long đến lạ kỳ. Tuy nhiên, chuyện kể vẫn chỉ là chuyện kể,
Không có thêm những bằng chứng xác thực được đưa ra về quái vật hẻm núi Patrice và sự tồn tại của nó có lẽ vẫn là một bí ẩn. Cuối cùng, Bigfoot hay Yeti? Không chỉ có những bóng ma thời tiền sử mang bóng hình những sinh vật của thời đại khủng long, còn có những bóng ma thời tiền sử khác gần gũi hơn với chúng ta. Bigfoot, Yeti hay gọi chung là dã nhân chính là một trong số đó. Bigfoot hay Yeti là những truyền thuyết về quái vật có mô tả tương đối giống nhau, chỉ trừ việc chúng xuất hiện ở những nơi khác nhau. Bigfoot xuất hiện ở Bắc Mỹ, trong khi Yeti được đồn đại ở khu vực dãy núi Hy Mã Lạp Sơn của châu Á. Hầu hết các mô tả cho rằng Bigfoot và Yeti là những sinh vật giống vượn khổng lồ, mình đầy lông, thường đi bằng hai chân. Màu lông của chúng trong các mô tả có thể khác biệt, từ đen, xám, nâu cho đến trắng. Chúng có thể cao từ 1m8 cho đến 4m6, một kích thước khổng lồ so với cả những loài linh trưởng lớn nhất hiện nay, chẳng hạn như khỉ đột miền Đông chỉ cao tối đa là 1m7. Bigfoot và Yeti có lẽ là những quái vật huyền bí nổi tiếng nhất trong lịch sử, với số lượng báo cáo về việc nhìn thấy chúng từ các nhân chứng cực kỳ lớn. Thậm chí là các thợ săn, các nhà thám hiểm từng tổ chức các cuộc săn lùng trên quy mô lớn nhằm tìm kiếm những con quái vật này, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu được kết quả đáng kể nào. Bằng chứng tốt nhất về sự tồn tại của Bigfoot hay Yeti thường là những dấu chân quá khổ so với con người hay bất kỳ loài linh trưởng nào hiện nay. Vậy Bigfoot hay Yeti rốt cuộc có thể là gì? Vào đầu thế kỷ 20 thì các nhà khoa học đã có một phát hiện quan trọng đem lại hy vọng cho những người tìm kiếm Bigfoot và Yeti. Năm 1935, nhà nhân học người Đức Ralph von Koenigswald đã tìm thấy hai răng hàm cực lớn trong một hiệu thuốc bắc ở Hồng Kông. Ông xác định đó là răng của một loài linh trưởng khổng lồ chưa từng biết và đặt cho nó danh pháp khoa học là Gigantopithecus blacki. Nhiều hóa thạch khác được cho là của Gigantopithecus cũng được tìm thấy rải rác khắp châu Á, nhất là miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam chúng ta. Gigantopithecus là những con linh trưởng khổng lồ, có thể cao đến 3,7m khi đi bằng hai chân và do đó khá khớp với những mô tả về Bigfoot hay Yeti. Hơn nữa, chúng từng có thời gian tồn tại song song với tổ tiên của chúng ta cho đến khoảng 200-300.000 năm trước mới tuyệt chủng hoàn toàn. Một số học giả cho rằng, sự cạnh tranh với các tổ tiên của loài người như Homo erectus là một nguyên nhân khiến cho Gigantopithecus đi đến tuyệt chủng, bên cạnh những nguyên nhân khác như biến đổi khí hậu. Phải chăng là trong quá khứ, đã có những trận chiến đẫm máu giữa Gigantopithecus và tổ tiên của chúng ta? Những trận chiến đó có khi nào đã để lại những ký ức ẩn sâu trong tiềm thức của con người cho đến tận ngày nay, khiến chúng ta nhìn thấy bóng hình của những kẻ thù năm xưa? Đó là một ý tưởng khá hay ho về truyền thuyết Bigfoot hoặc Yeti. Cũng có người cho rằng, Bigfoot hay Yeti chính là những quần thể Gigantopithecus hiếm hoi còn sót lại, và biết đâu những kẻ sống sót với năng ẩn náu chờ thời để quật khởi lật đổ con người, giống như bộ phim Hành tinh khỉ đang chiếu ngoài rạp. Bạn nào chưa xem thì nhớ đi xem nha. Hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra trên thực tế. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bàn về một chủ đề quen thuộc, đó chính là bóng ma thời tiền sử. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về những quái vật mang bóng hình sinh vật tiền sử như khủng long hay rực long mà sẽ nói về những thứ khác. Nếu các bạn thường lang thang trên mạng internet hay đọc sách về những chủ đề huyền bí, nhiều khả năng các bạn đã từng bắt gặp nội dung về những bằng chứng cho thấy khủng long từng tồn tại bên cạnh con người, hay có thể gọi là con người và khủng long đồng tại với nhau thay vì bị chia cách bởi khoảng thời gian lên đến hàng chục triệu năm như khoa học vẫn đề cập bấy lâu nay. Những bằng chứng đó là các bức tượng, hình khắc được cho là thuộc về các nền văn minh cổ, nhưng lại khắc họa hình ảnh khủng long với độ chính xác cao, thay vì hình dung chúng như những sinh vật huyền thoại hoặc quái vật không rõ hình thù. Nhiều người cho rằng chắc chắn là chủ nhân của những nền văn minh đó phải thật sự nhìn thấy khủng long rồi thì mới có thể tạo ra những khắc họa chính xác như vậy, và nếu không dùng cô máy thời gian thì đương nhiên là họ phải sống cùng khủng long rồi. Vâng, và cũng giống như những quái vật giống khủng long thì các bằng chứng này cũng ám ảnh tâm trí nhiều người như những bóng ma, khiến họ tin rằng khủng long từng đồng tại với con người là chuyện có thật. Tuy nhiên cũng có không ít người nghi ngờ và đặt câu hỏi rằng liệu những bằng chứng này có phải là giả hay không. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu thông tin xoay quanh những bằng chứng thú vị này nhé. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên, hãy tìm hiểu một chút về cơ sở lý luận của những khẳng định cho rằng khủng long từng đồng tại với con người. Đó chính là thuyết trái đất trẻ, Young Earth Theory, hay dài dòng hơn là sáng thế luận trái đất trẻ.
Đây là một nhánh của thuyết sáng thế, với luận điểm trung tâm đó là trái đất cũng như mọi dạng sống đã và đang tồn tại trên trái đất chỉ mới được các thế lực siêu nhiên tạo ra cách đây khoảng 6.000 cho đến 10.000 năm. Do đó, con người đã tồn tại kể từ khởi đầu của trái đất cùng với tất cả các dạng sống khác, trong đó có cả những dạng sống đã tuyệt chủng như khủng long. Và để chứng minh thì những người tin theo thuyết này buộc phải tìm ra những bằng chứng cho thấy con người đã từng tồn tại cùng khủng long và quả thực, họ đã tìm thấy một số bằng chứng như vậy. Nhưng mức độ xác thực của những bằng chứng này đến đâu thì chúng ta cần phải xem xét cụ thể một chút. Thứ nhất, phù điêu khủng long ở đền Ta Prohm ở Campuchia. Ta Prohm là tên gọi hiện đại của một ngôi đền tại Angkor, Campuchia, được xây dựng vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13 dưới thời vua Jayavarman VII và được dùng làm nơi để thờ cúng một số thành viên của vương tộc Angkor, trong đó có mẹ của vua Jayavarman VII. Về sau, do những biến cố của lịch sử thì ngôi đền đã bị tàn phá và bị bỏ hoang trong suốt nhiều thế kỷ trước khi được tái khám phá để rồi trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Campuchia, thậm chí là còn được lên bom tấn điện ảnh Kẻ Trộm Mộ, có nữ minh tinh Angelina Jolie đóng chính. Trong đền còn có một số phù điêu trang trí, và một trong số những bức phù điêu đó khiến người tin vào thuyết trái đất trẻ chú ý. Đó là một bức phù điêu tạo hình một con vật bốn chân. Về chi tiết thì khá khó xác định đó nó là con vật gì, nhưng đặc biệt trên lưng của nó có những cấu trúc giống như phiến sừng trên lưng của một chi khủng long quen thuộc với chúng ta, Stegosaurus. Phải chăng người Angkor đã từng chung sống với khủng long và tạc hình chúng lại? Thậm chí có người còn đưa ra giả thuyết huyền bí hơn là người Angkor đã đạt đến trình độ chế tạo ra máy thời gian để xuyên về quá khứ hàng chục triệu năm trước để ngắm khủng long. Dù vậy thì dưới con mắt của các nhà cổ sinh vật học, hình tượng Stegosaurus ở Ta Prohm không thể là Stegosaurus hay bất kỳ loài khủng long nào khác, kể cả họ có không dám chắc nó thật sự là con vật gì đi chăng nữa. Stegosaurus tuy không phải khủng long cổ dài nhưng cổ của nó cũng không ngắn như hình tượng trên phù điêu. Tỷ lệ đầu với thân của chúng cũng không giống nhau, với đầu của Stegosaurus rất nhỏ. Và lại tại sao lại chỉ có mỗi Stegosaurus trong khi không có những con khủng long khác? Những thứ được cho là phiến sừng của Stegosaurus trông giống như những hoa văn trang trí kiểu hình chiếc lá như các hình tượng khác trên cùng bức phù điêu hơn. Họ đoán rằng đó có thể là tê giác hoặc lợn rừng, những loài thú phổ biến ở Đông Nam Á vào thời điểm đó. Thứ hai, hình khắc khủng long trên đá Ica, Peru. Ở Nam Mỹ đã từng tồn tại những nền văn minh bản địa rất phát triển trong nhiều thế kỷ trước khi người châu Âu đặt chân đến. Sau sự xuất hiện của người châu Âu thì những nền văn minh này dần suy tàn cùng với các nhà nước bản địa, chỉ còn để lại những dấu tích về một thời huy hoàng. Tại một khu vực có tên là thung lũng Ica ở Peru, người ta đã phát hiện nhiều dấu tích và di vật cổ đại của con người, trong đó có những viên đá khắc các hình thù lạ lùng mà sau này được gọi chung là đá Ica. Nói là lạ lùng bởi chúng xuất hiện trong bối cảnh của một khu vực khảo cổ có niên đại hàng nghìn năm, nhưng những hình tượng ở trên nó lại khiến người ta liên tưởng đến các sinh vật đã tuyệt chủng, những công nghệ mà chỉ thời hiện đại mới có và thậm chí cả người ngoài hành tinh. Khủng long cũng là một chủ đề phổ biến của những hình khắc trên đá Ica. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Một nhà sưu tập nghiệp dư tên là Javier Cabrera đã thu mua lại từ nhiều nông dân những viên đá như vậy, tạo thành một bộ sưu tập lên đến 11.000 viên vào thời điểm năm 1970. Ông thậm chí còn tập trung các nghiên cứu hình khắc và sau đó xuất bản một quyển sách có tựa đề thông điệp về những viên đá khắc ở Ica, đưa ra những lập luận gây sốc chẳng hạn như con người đã có ít nhất 405 triệu năm tuổi, tương ứng với niên đại của những sinh vật tuyệt chủng được khắc trên đá. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học ngay lập tức nghi ngờ tính chân thực của những viên đá này. Thứ nhất là các viên đá chỉ khắc bằng những sinh vật đã tuyệt chủng được khoa học biết đến vào thời điểm chúng được khám phá. Ngoài ra không có những sinh vật đã tuyệt chủng khác. Thứ hai là khủng long, rực long hay những sinh vật khác được khắc trên đá Ica cũng không có sự đồng nhất với những phát hiện cổ sinh vật học trong khu vực, chẳng hạn như khủng long mặt sừng Ceratopsia chưa từng được phát hiện tại Nam Mỹ. Thứ ba là nhiều hình tượng khủng long trên đá Ica phản ánh hình dung lỗi thời của con người về khủng long chứ không chính xác về mặt khoa học, chẳng hạn như T-Rex với tư thế đứng thẳng và kéo lê đuôi trên mặt đất thay vì cơ thể nằm ngang như những phục dựng mới nhất hiện nay. Thứ tư là nhiều sai sót khác được chỉ ra, chẳng hạn như một số viên đá khắc phải vòng đời khủng long trải qua giai đoạn ấu trùng sau khi nở ra từ trứng, hay con người có thể cưỡi trên rực long dù cơ thể của rực long khó có thể chịu được trọng lượng như vậy, vân vân và mây mây. Đỉnh điểm là khi một trong những người bán đá cho Javier Cabrera tên là Basilio Ustuya đã thừa nhận trong bộ phim tài liệu Pathway to the Ghost của đài BBC rằng ông ta chính là người đã tạo ra những viên đá đó bằng khoan của nha sĩ, đồng thời giả cổ cho chúng bằng cách nướng đá trong phân bò, và nhiều người khác cũng làm như vậy vì chúng giúp họ kiếm nhiều tiền hơn là làm ruộng, mà lại còn dễ dàng hơn nữa. Tuy nhiên, những người ủng hộ thuyết trái đất trẻ cũng như Javier Cabrera thì vẫn một mực tin rằng những viên đá vẫn là thật. Ustuya khai như vậy chỉ để thoát tội buôn bán cổ vật theo luật Peru.
Mặc dù vậy thì ngày nay đá Ika được hầu hết mọi người xem là một trò lừa đảo hơn là những bằng chứng khảo cổ học đáng tin cậy. Thứ ba, tượng gốm ở Acambaro, Mexico. Tượng gốm Acambaro là một bộ sưu tập tượng gốm cỡ nhỏ lên đến 33.000 tượng, được cho là được tìm thấy tại một khu vực khảo cổ ở thành phố Acambaro, tỉnh Huayanato ở Mexico. Trong số này có không ít những bức tượng được cho là mô tả lại hình dạng của những sinh vật giống khủng long, và người theo thuyết trái đất trẻ tin rằng đó chính là bằng chứng về việc con người đã tận mắt nhìn thấy khủng long cổ đại, rằng khủng long đã đồng tại với con người trong quá khứ, đồng thời cũng là cái cớ để họ nghi ngờ các phương pháp định tuổi của khoa học về các mẫu vật cổ sinh có niên đại lên đến hàng chục, hàng trăm triệu năm. Tuy nhiên, chưa cần xem xét đến các hình tượng khủng long mà các bức tượng gốm này khắc họa, thì tính chân thực của chúng đã bị nghi ngờ bởi các nhà khảo cổ học. Chẳng hạn như Charles de Peso, nhà khảo cổ học nổi tiếng người Mỹ chuyên nghiên cứu khu vực Mexico. Ông cho biết bề mặt của những bức tượng này không có dấu hiệu gì của thời gian, không có đất mắc trong các kẽ nứt của tượng gốm. Một số tượng tuy bị vỡ nhưng lại là chẳng có mảnh nào biến mất, đồng thời các vết nứt cũng không bị mòn, giống như chúng chỉ vừa mới vỡ ra chưa lâu. Về sau, khi điều tra cụ thể thì DiPeso biết được người tìm thấy những bức tượng vốn là một người Đức nhập cư tên là Wandermar Junsrud đã mua chúng từ một gia đình bản địa, được họ làm dựa trên những gì thấy trong phim, tạp chí, truyện tranh hay tại Bảo tàng Quốc gia ở Mexico. Tuy nhiên, nhiều ủng hộ viên của thuyết trái đất trẻ đã phớt lờ các lập luận của DiPeso và tiếp tục sử dụng những bức tượng này như một bằng chứng chứng minh tính hợp lý của thuyết trái đất trẻ. Người ta đã từng thử dùng kỹ thuật định tuổi bằng nhiệt phát quang để định tuổi tượng gốm ở Acambaro, cho kết quả là niên đại khoảng 2.500 năm trước công nguyên. Nhưng vào thời điểm đó thì kỹ thuật nhiệt phát quang còn rất sơ khai và chưa thật sự đáng tin cậy. Đến năm 1976 thì các nhà khoa học đã thử sử dụng lại kỹ thuật này với kết quả cho thấy điều ngược lại, rằng những bức tượng này mới chỉ được nung cách đó hơn 30 năm mà thôi, không lâu trước khi chúng được khai quật. Ngoài những bằng chứng trên thì chúng ta vẫn còn những bằng chứng khác mà người theo thuyết trái đất trẻ dùng để chứng minh thuyết của họ, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn chưa có bằng chứng nào đủ thuyết phục để cộng đồng khoa học thay đổi quan điểm của mình. Hơn nữa, chúng lại quá ít ỏi so với những bằng chứng cổ sinh vật học và địa chất chứng minh khủng long phi điều đã tồn tại và tuyệt chủng rất rất lâu trước con người. Còn bạn, bạn cảm thấy như thế nào về những bằng chứng nói trên? Hãy để lại một bình luận bên dưới nha! Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của Anh Tổng Tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục nói về những bóng ma thời tiền sử, những bóng ma mang dáng hình của khủng long, rực long hay thương long, cũng như các động vật tiền sử khác. Chúng là thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng? Liệu chúng có thể tồn tại ở những nơi hoàn toàn khuất tầm mắt của con người trong một thế giới hiện đại hay không? Hay chúng đã chui vào lòng đất để xây dựng một thế giới mới? Hãy cùng nhau khám phá tất cả những khả năng này trong video ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Giả sử nha, những bóng ma tiền sử không phải là những sinh vật hoang đường, mà là những quần thể động vật hiếm hoi còn sót lại từ thời tiền sử. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Trong các video trước nói về các bóng ma thời tiền sử, chúng ta có thể nhận thấy điểm chung rằng hầu hết chúng có kích thước tương đối lớn. Tuy nhiên, số lần con người quan sát được những bóng ma này cực kỳ hiếm hoi, có thể nói là trên đầu ngón tay, và cũng chưa có phương tiện ghi hình hiện đại nào, chẳng hạn như máy ảnh hay máy quay phim, có thể ghi được hình ảnh cụ thể và xác thực của chúng. Một số bằng chứng hình ảnh về các quái vật này đều được các phân tích chứng minh là sản phẩm ngụy tạo, không phải hình ảnh chân thật. Tuy nhiên, cộng đồng những người tin vào sinh vật huyền bí, trong đó có các bóng ma thời tiền sử, vẫn tin rằng trong thế giới rộng lớn này vẫn còn rất nhiều ngóc ngách mà con người chưa thể khám phá hết, chẳng hạn như trong các khu rừng sâu hun hút hay dưới đáy đại dương thầm thẳm. Trước tiên, hãy xem xét trên bề mặt của trái đất. Liệu con người có bỏ sót ngóc ngách nào trên bề mặt của trái đất, nơi có thể khủng long và những quái vật tiền sử khác đang ẩn mình hay không? Thứ nhất, cần phải biết rằng để một giống loài có thể tồn tại và duy trì nòi giống, chúng cần phải có một quần thể đủ lớn. Một quần thể quá nhỏ sẽ dẫn đến tình trạng giao phối cận huyết, mất đa dạng di truyền, dễ xuất hiện gen lặn gây bệnh tật bẩm sinh, đồng thời cũng dẫn đến thế hệ sau yếu ớt và dễ mắc bệnh hơn. Với một quần thể nhỏ, không đủ để duy trì đa dạng di truyền ở mức độ nhất định, giống loài đó không sớm thì muộn cũng sẽ tuyệt chủng. Thứ hai,
Khủng long thường là những động vật có kích thước khổng lồ, và nếu có một quần thể khủng long tương đối đông đúc để đáp ứng điều kiện ở trên, rất khó để chúng sinh sống giữa thời hiện đại mà không để lại những dấu vết con người có thể quan sát được như dấu chân hay phân. Đồng ý rằng trong quá khứ, chúng ta đã có một số trường hợp bỏ sót các giống loài. Chẳng hạn như chúng ta tưởng rằng bộ cá vây tay đã tuyệt chủng hoàn toàn vào 66 triệu năm trước, cùng thời điểm với khủng long. Nhưng đến năm 1938, chúng ta phát hiện một loài cá vây tay vẫn còn sống. Còn đối với các động vật lớn trên cạn, lần gần đây nhất chúng ta khám phá ra một loài mới chính là một trong những động vật biểu tượng của thiên nhiên Việt Nam, sao la. Tên khoa học là Pseudorix gatineensis. Khám phá này diễn ra vào năm 1992, tức là cách đây đã hơn 32 năm trước. Mỗi năm đều có thêm những loài mới được khám phá, nhưng chỉ toàn những động vật có kích thước nhỏ, khó phát hiện hơn. Do đó, nếu trên bề mặt tồn tại một quần thể động vật có kích thước như T-Rex hay khủng long cổ dài, có quy mô đủ đông đúc để duy trì nòi giống và sự đa dạng di truyền, rất khó hay hầu như là không thể có khả năng chúng không bị con người phát hiện trong thời đại ngày nay, khi màn chụp vệ tinh đã gần như bao phủ hết từng mét vuông của trái đất. Vậy còn khả năng là chúng tồn tại dưới đáy biển sâu thẳm thì sao? Có một thông tin rất được nhiều người đề cập, đó là con người mới chỉ khám phá được 5% dưới đáy biển, còn 95% vẫn chưa được khám phá. Cá vây tay là một ví dụ. Sở dĩ phải mất một thời gian dài chúng ta mới biết đến sự tồn tại của những loài cá vây tay còn sống là bởi chúng dành phần lớn thời gian ở độ sâu mà con người ít thám hiểm trong quá khứ. Tuy nhiên, như trong video về Megalodon đã nói, đáy biển không phải là nơi mà loài nào muốn xuống để sinh sống cũng được. Thứ nhất, phần lớn những bò sát cổ đại to lớn sống dưới biển như thương long, thượng long và xà cánh long vẫn là động vật hô hấp bằng phổi. Chúng phải trôi lên để hít thở không khí sau một thời gian ở dưới nước. Thế nên không có khả năng chúng ẩn náu toàn thời gian dưới đáy biển. Còn nếu trôi lên thì một cá thể lớn như vậy rất khó ẩn thân hoàn toàn trước năng lực quan sát của con người hiện nay. Thứ hai, nếu chúng là cá khổng lồ như Megalodon hay Dunkleosteus thì sao? Những loài này đương nhiên có thể lặn sâu xuống đáy biển và không cần phải trôi lên để hô hấp như bò sát biển cổ đại, nhưng chúng lại phải đối mặt với những vấn đề khác nếu muốn sống ở vùng tối của đại dương. Đó là áp lực nước lớn hơn nhiều so với các độ sâu ở phía trên. Nếu muốn trốn dưới đáy biển, chúng buộc phải có những thích nghi và thay đổi mạnh mẽ về cấu trúc cơ thể, giống như các loài sống dưới đáy biển. Một vấn đề nữa là thức ăn. Bởi ở dưới đáy biển sâu, nguồn thức ăn khan hiếm hơn nhiều so với các khu vực gần mặt nước. Thế nên nếu những Megalodon hay Dunkleosteus muốn có đủ thức ăn để nuôi cơ thể khổng lồ của chúng sẽ buộc phải săn mồi những khu vực gần mặt nước và như thế sẽ rất dễ bị phát hiện. Kể cả những quái vật đáy đại dương khổng lồ ngày nay như mực khổng lồ, dù chúng lặn tương đối sâu nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của mình. Người ta vẫn bắt gặp xác của chúng dạt vào bờ hoặc bị tàu đánh cá vớt được. Gần đây thì các nhà khoa học thậm chí còn gắn máy quay và thiết bị định vị vào cái nhà táng để theo dõi hoạt động của chúng dưới đáy đại dương. Giả sử có một đám Megalodon sống sâu dưới đại dương và tấn công lũ cái nhà táng, các nhà khoa học chắc chắn sẽ nhận ra. Nói như vậy cũng chưa hẳn phủ nhận hoàn toàn khả năng tồn tại của cái quái vật này trong tự nhiên. Các nhà khoa học cũng không hoàn toàn khẳng định rằng họ đã nắm rõ toàn bộ từng cm vuông đất hay khám phá toàn bộ đáy biển. Nhưng dựa trên những hiểu biết hiện nay thì khả năng tồn tại của những quần thể động vật có kích thước lớn như khủng long trên cạn hay dưới biển từ thời tiền sử là rất rất thấp. Vẫn còn một khả năng nữa rất được nhiều người đề xuất: trái đất rỗng. Trái đất rỗng từng không phải là một ý tưởng vu vơ hay huyền bí, mà là một giả thuyết khoa học được rất nhiều người ủng hộ và tìm cách chứng minh. Trong giả thuyết này, người ta cho rằng bên trong trái đất rỗng chứa một không gian rộng lớn và có thể tồn tại những hệ sinh thái cổ xưa mà con người chưa bao giờ biết đến. Giả thuyết này được các văn sĩ, tác giả chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng ủng hộ nhiệt tình, với những tác phẩm như Hành trình vào tâm trái đất của Jules Verne, hay quen thuộc và gần gũi với chúng ta hơn là chuyện dài Nobita và Kỵ sĩ Rồng của tác giả Fujiko F. Fujio, phim hoạt hình Ice Age: Dawn of Dinosaur, hay mới đây nhất là các bộ phim từ vũ trụ quái vật MonsterVerse. Giả thuyết này thậm chí đã tồn tại từ thời cổ đại, thông qua các thần thoại và chuyện kể dân gian, trong đó vùng rỗng bên trong trái đất được cho là nơi cư ngụ của thế giới sau cái chết hay của một số thần linh. Tuy nhiên, giả thuyết trái đất rỗng ngay từ cuối thế kỷ 18 đã bị nhiều nhà khoa học chứng minh là sai và ngày nay không còn được coi là một giả thuyết khoa học có giá trị nữa. Các vật thể khổng lồ thường có xu hướng co cụm lại với nhau và hình thành nên các vật thể đặc hình cầu như các hành tinh và định tinh, nhờ đó mà thế năng hấp dẫn trở nên nhỏ nhất. Nói cách khác thì cấu trúc rỗng ruột hoàn toàn không có lợi về mặt năng lượng học. Thêm vào đó, vật chất thông thường thường không đủ vững chắc để chống giữ các vật thể rỗng khổng lồ như vậy trước lực hấp dẫn.
Một quả cầu rỗng với kích thước to bằng một hành tinh và độ dày quan sát được của lớp vỏ trái đất không thể nào đạt được trạng thái cân bằng thủy tĩnh với khối lượng của chính nó và sẽ sụp đổ. Đồng thời, những cư dân sống trong lòng đất rỗng nếu có sẽ không chịu một lực hút lớn như người dân sống ở bề mặt ngoài. Nói cách khác, người hay động vật sống trong lòng đất sẽ ở trong trạng thái gần như không trọng lượng. Điều này được minh chứng lần đầu tiên bởi Isaac Newton. Theo định lý vỏ của ông thì lực hấp dẫn từ lớp vỏ sẽ bằng không đối với các vật thể phía trong một quả cầu rỗng, bất kể độ dày của lớp vỏ như thế nào. Đồng thời, nếu quả thực là trái đất rỗng, khối lượng của nó sẽ rất nhỏ, chỉ bằng 0,4% so với một trái đất đặc và lực hấp dẫn của nó tạo ra không thể nào lớn như hiện tại được. Khi đó chúng ta cũng sẽ không thể nào sống trên trái đất bởi sẽ không có khí quyển. Khí quyển trái đất bảo vệ chúng ta khỏi gió mặt trời và bức xạ vũ trụ. Nó cần từ trường và trọng lực của hành tinh để giữ nguyên. Từ trường lại được sản sinh ra từ lõi trái đất, vốn không tồn tại trong một hành tinh rỗng. Chúng ta cũng đã sử dụng một công nghệ hết sức tiên tiến là sóng địa chấn để vẽ ra mô hình cấu trúc của trái đất và kết quả cho thấy trái đất không hề rỗng một chút nào. Như vậy, trái đất rỗng cũng không thể tồn tại và do đó cũng không thể tồn tại những thế giới có sự sống bên trong lòng trái đất. Khủng long do đó không thể sống trong lòng trái đất rồi lâu lâu trèo lên mặt đất để đi hù con người như những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra. Vậy thì còn khả năng nào khác không? Còn đấy, đó chính là những bóng ma thật sự, nhân tố tâm linh, lực lượng siêu nhiên hay có thể chỉ đơn giản là nỗi ám ảnh cực độ của những người quá yêu thích động vật tiền sử. Bạn đã từng nghe về việc khi bạn nghĩ quá nhiều về một việc gì đó, bạn có xu hướng mơ thấy nó hay thậm chí tưởng tượng ra nó trong đời thực chưa? Những bóng ma thời tiền sử hoàn toàn có thể được lý giải theo cách này và như thế, chúng có tồn tại. Tuy nhiên do được nhìn thấy bằng tâm trí của mỗi người nên chúng sẽ có sự khác biệt, không mô tả nào giống mô tả nào. Còn những ai chưa thấy, đó là vì bạn chưa đủ ám ảnh, hay nói tích cực hơn là chưa đủ niềm tin mà thôi. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.